Chào bà con, đây là như cái nhóm này sao? Đó, coi như bây giờ người ta tập trung ở đây đông quá chừng bà con, để có sân khấu để lát nó sẽ biểu diễn trình diễn văn nghệ đó. Ok, bây giờ bà đi kiếm bàn thì coi như hầu hết là coi như trong cộng đồng Công giáo, rồi cũng có một số người cũng ở bên có tôn giáo khác á, nhưng mà họ mừng xuân thì đã họ mừng xuân đó, thì cũng được mời tới, thì có thân nhân này kia họ cũng tới à. Này bên đây bà nào cũng đẹp hết trơn trọi à, bên đây bà nào cũng đẹp hết, đi tìm mừng xuân nè. Vậy bây giờ mình bắt đầu mình đi vòng tiếp ha, coi như hỏi cho những người này mình không được quen biết đấy, chỉ có một số người mình quen biết thôi, một số người quen biết. Còn coi mình lỡ bàn được hay sao, mình lỡ bàn hay sao, người ta đẩy ra kêu ông ai sang đây cũng dám xem. Còn cái bàn kia làm sao, cái bàn kia ngồi ngoài đó, bên này người ta đặt rồi à, người ta đặt rồi. Long. Mẹ đất này coi đội tướng hết trơn nào. Mình nhận không ra, nhưng mà gặp ông Đỗ Khanh á, quên bà nó tên. Đi sân khấu này chủ, bây giờ chúng nhiều người đó, chúng đây là chủ mấy cảnh sân khấu đã. Mình đi để cái gì đây, để bóp đây là người mất không? Thì vì nhiều người á, cái đó tình cấu trùng, có bị gây đau trùng nè. Coi như mình trong thời gian rảnh rỗi đó, thì mọi người có thể đi chụp hình này kia thoải mái. Bây giờ mình cũng đi nhá vài pô. Chương trình dạ tiệc mừng xuân Quý Mão
2023 sẽ khai mạc trong giai đoạn xin kính mời.